Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến nha. Em Việt chia sẻ cho quý vị và các bạn một cặp siêu chép của Bioner và một cặp bát cho quý vị và các bạn. Thì cặp siêu chép này cực kỳ hiếm, ít gặp lắm quý vị và các bạn. Đây, hàng đẹp keng nha, màu vàng. Màu vàng nha quý vị và các bạn. Đây nó chảy hên tí ha. Rồi, còn lại là đẹp hết quý vị và các bạn. Còi 2, 4, 6, 8 lỗ. 8 lỗ. Và cái mặt tròn ở phía trước này, để em Việt đo cái mặt tròn ở phía trước nha quý vị và các bạn. Là 10... mặt tròn phía trước này thì nó rơi vào khoảng 13,5 á. Tại vì nó có cái này nó nhô lên thì mình khó đo về các bạn. Đấy. Đây, và cụ từ là từ Anico. Và model của con này là BT409F-1. BT409F-1. Từ vàng tươi luôn nha quý vị và các bạn, từ vàng tươi luôn. Cặp này thì nó trùng số luôn nè quý vị và các bạn. Trùng số luôn ha. Z7230 đó. Từ Anico. Cặp còi này nếu mà so với cặp còi BT6 thì cái dải nó rộng hơn, nó kêu tốt hơn rất là nhiều. Cặp này đẹp zin tuyệt đối, hát tốt, tiếng hay. Em Việt bán cho quý vị bạn với giá là 4.500.000 đồng. Giá này không mặc cả trái giá nha. Và tiếp em Việt có một cặp bát của Bioner, xương gan đúc luôn quý vị các bạn, xương gan đúc luôn. Cặp này thì từ nó khoảng 16, cái từ khoảng 16 ha. Và cái model của nó là 30-708F-2. Cặp này thì trùng số luôn nha. Z7223. Cặp lò cực kỳ nặng luôn. Nặng và đẹp. Còn lớn nha. Và đặc biệt hơn nữa là cái lo này là màng FB quý vị và các bạn. Cặp lo bát màng FB nha. Đây, mũi lo đây quý vị và các bạn. Đó, cặp lo bát màng FB. Và cái bát này là bát 30. Bát 30. Mình nếu như mà mình tính luôn mấy cái điểm bắt ốc này thì nó 32, nhưng mà tính cái vòng tròn thì nó 30 quý vị và các bạn. Màng FB bát 30, xương đúc. Cặp này thì cực kỳ chất. Đẹp keng luôn. Mình giờ ra sáng chút xíu. Đấy quý vị và các bạn. Đó. Bụi. Rồi. Cặp bát Bioner này. Đúng như em Việt mô tả. Hàng đẹp zin. Màn đẹp, à quên, cái nón lo chỗ này, à, đây, cái nón lo nè, thì giờ do ai đụng vô đó, rồi nó móp rồi mình hút ra, à, nó có dấu đó một tí xíu ha, rồi còn đường keo nè, quý vị và bạn xem đường keo nha, à, không, đường keo đẹp keng nha, rồi, đây, để mình đứng từ xa. Xa khoảng cỡ 5, cỡ 1 mét nha. Thì quý vị bạn nhìn thấy cái lo nó như thế này. Điều màu hết ha. Rồi, giá cặp này mình bán cho quý vị bạn chỉ 3 triệu đồng thôi. Bao zin hát tốt, không bao phí vận chuyển, không mặc cả trái giá nha. À, thì đúng ra mình bán cặp này phải 3 triệu rưỡi. Nhưng mà cái mũi nó móp tí mình hút ra thì thấy nó cũng là chưa có hoàn thiện lắm. Cho nên mình bán 3 triệu. 3 triệu thì cực kỳ rẻ à. Cặp xương đúc nữa, gặp mấy cặp mà xương sắt thì nó rẻ hơn quý vị và các bạn. Cặp dây này mình bán rồi mà mình chưa có ship. Rồi, bữa nay mình ship luôn cho anh mình. Rồi, em Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn một bộ phần tầng của Bioner E700. Bộ này thì nó ba đường tiếng nha quý vị và các bạn. Một bát 30, một chung, một chép. Xin hát tốt, không đụng chạm sửa chữa bất cứ cái thứ gì ha. Và bộ này mình bán cho quý vị và các bạn chỉ có 2 triệu đồng thôi quý vị và các bạn. Chỉ có 2 triệu thôi. Rồi, bạn nào muốn còi mà rẻ hơn nè, cũng cố Bioner. Ngang á, chiều từ vị trí này đến vị trí này là 20, còn từ vị trí này đến vị trí này là 10. Cùng 2 4 6 lỗ còi gan. Cặp này 2 triệu rưỡi. Bao zin. Bao zin tuyệt đối nha quý vị và các bạn.
Rồi bạn nào muốn toàn giải D130 rẻ tiền thì đây, đây là một cặp sản xuất đời đầu tiên và nó cũng có những cái vết chày sơn. D130 dòng tem trứng của JBL Bass 40 UHA. Thì cái đời này ở phía sau này, nó phía sau này nè, nó quét cái dạ cái lỗ keo gì đó đen đen, mà dòng D130 này thì đời nào mình cũng thấy nó quét vậy đó. Có đời nào nó quét ít đời quét nhiều nha quý vị và các bạn đó. Thì con này nhìn thấy nó xấu vậy chứ âm thanh nó hay. Đây là cái con D130 sản xuất đời đầu đó. Đời đầu thì nó có cái ấy nè, cái viền này nó màu đen nè. Thì nói chung là nó nhiều đời lắm. D130 này xương đen, xương xám, rồi ôi đủ thứ cho quý vị và các bạn. Cặp này thì mình bao zin. Bao zin hát tốt. Bao zin hát tốt nha quý vị và các bạn. Rồi, giá cặp D130 này mình bán 8,5 triệu nha. Trên thị trường con này nó mười mấy á.